Những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được huyện Mường Khương quan tâm phát triển, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Năm 2012, câu lạc bộ dân ca Nùng Dín xã Nâm Lư được thành lập và đến nay vẫn duy trì hoạt động đều đặn với 25 thành viên. Mỗi khi rảnh rỗi, các thành viên lại cùng nhau luyện tập biểu diễn. Đây cũng là cách để mọi người thêm yêu, nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đi làm văn nghệ thế thì cũng rất là vui, rất là thích. Gặp bạn bè chỗ nào mình cũng bảo chị em ai có thích nghề này không đi, thì nếu mà ai cũng thích thì đi cùng với chúng tôi tập văn nghệ đi. Còn đây là một buổi sinh hoạt của đội văn nghệ dân tộc Bố Y, xã Thanh Bình. Dù có dân số ít, nhưng người Bố Y vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đặc biệt là những làn điệu dân ca dân vũ. Để kho tàng văn nghệ dân gian không bị mai một, đội văn nghệ dân tộc Bố Y ở thôn Nao Hầu được thành lập với các thành viên thuộc nhiều lứa tuổi. Bây giờ mình già rồi, mình tham gia văn nghệ thì may cái để con cháu mình nó biết. Có một số người nào nó thích thì nó mới biết thôi, nó mới học theo đó. Huyện Mường Khương hiện có 41 đội văn nghệ quần chúng tại các xã thị trấn. Mỗi đội có từ 15 đến 30 thành viên. Để giữ gìn văn hóa dân tộc, cấp ủy chính quyền quan tâm nhân rộng các mô hình văn hóa văn nghệ, trong đó chú trọng phục dựng, tập luyện các điệu múa, bài hát, lễ tục dân gian, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Thôn thì cũng có cái đội văn nghệ, tức là để phục vụ cho các ngày lễ hội ở thôn. Phong trào văn hóa văn nghệ thì nó cũng sẽ nâng cao được cái tinh thần đoàn kết chị em này, để tạo cho mình cái sân chơi giải trí vui chơi bổ ích, để giải tỏa những cái vất vả ấy. Từ đấy mà chia sẻ về những cái tâm tư nguyện vọng với lại kinh nghiệm phát triển kinh tế các thứ là chúng tôi cũng gọi là kết hợp luôn. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho thường trực huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện là xây dựng các cái kế hoạch và các cái đề án để tổ chức triển khai sâu rộng các cái hoạt động văn hóa văn nghệ hướng tới cơ sở, và chỉ đạo trung tâm văn hóa là thường xuyên xây dựng các cái hoạt động văn nghệ để phối hợp với các xã thị trấn để tiếp tục trong những năm tiếp theo để triển khai. Phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Mường Khương không chỉ gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn bản sắc dân tộc.